Mình xin chào các bạn. Thì hôm nay mình đang có mặt tại Head Honda Huỳnh Mạnh Tùng. Đây nha. Head Huỳnh Mạnh Tùng nha các bạn, nằm ở kế bên bưu điện Mỹ Xuyên đó các bạn. Thì thể theo cầu của nhiều bạn là muốn mình review hai chiếc xe. Một chiếc là Honda Future của Việt Nam màu xanh đen mới vừa ra mắt. Còn đây là chiếc Honda Way 125i, cũng là Honda nhưng mà đến từ Thái Lan, cũng là màu xanh đen luôn, ra mắt trước một thời gian khá lâu rồi ha. Hôm nay mình sẽ review xem hai chiếc này nó khác nhau cái gì, rồi báo giá cho các bạn luôn, và giá ra luôn phí biển số. Cùng với chương trình, hiện tại cửa hàng là có ship xe toàn quốc, hỗ trợ mua trả góp online luôn, không cần có mặt tại cửa hàng. Và trước mắt các mình á, mình nhìn thấy là hai cái màu xanh này nó giống hệt nhau luôn nha các bạn. Giống hệt nhau luôn nha. Đều là màu xanh mờ. Xanh mờ nha. Future 125. Còn bên này là Way 125. Bây giờ mình cho phép mình đến với cái giá trước một cái nha. Địa chỉ cửa hàng là ở số 9. Đây. Mỹ Xuyên, Sóc Trăng đó các bạn. Bây giờ mình đến với giá chiếc Honda Future. Thì Honda Future hiện tại cửa hàng đang bán giá 35.500.000 nha. Còn chiếc xe này á, hiện tại là giá là 77 triệu. Cả hai đều đã bao gồm thuế VAT rồi nha các bạn, nhưng mà chưa bao gồm phí biển số lăn bánh nha. Bây giờ mình đến với phần so sánh trước một cái đi, rồi mình đến với cái phần mà phí biển số cũng như là chương trình giao xe trên toàn quốc cho các bạn, ship xe toàn quốc luôn. Thì đây là chiếc Honda Way Thái đó các bạn. Cái phần mặt nạ đầu tiên các bạn nhìn thấy đây là nó có hai cái phần ốc ha, để bắt cái mặt nạ này lại nó sẽ vững hơn một chút xíu so với phiên bản của Honda Future. Và cái màu sắc các bạn nhìn kỹ ha, là nó giống hệt nhau luôn các bạn, giống hệt luôn nha. Còn về chất lượng màu sơn thì mình không có bàn vô vấn đề này. Phần dè trước nữa các bạn đó, cũng là màu xanh mờ. Nhưng mà xuống đó phần cặp vành á, thì đây là cặp vành của Future Việt Nam nè, các bạn nhìn kỹ nè nha. Đó, đĩa nè, heo nước xin nè. Đó, còn bên này là Way Thái nè các bạn. Đĩa nè. Đó, cửa hàng mới vừa đem xe qua đây cho nên nó còn hơi dơ nha các bạn. Heo nước xin luôn, nhưng mà cặp mâm á thì nó sẽ có một cái nút ở đây. Năm cháu hết đều có nút hết nha các bạn. Rồi, sẵn mình soi cái lốp luôn đi các bạn. Lốp IRC. Lớp IRC ha. Còn bên này Inu. Lớp này là của Inu nha. Rồi, sau luôn phần cái nhãn năng lượng. Với chiếc Future này á, thì Honda Việt Nam công bố á, là tiêu hao nhiên liệu là 65 km/1 lít. Còn với chiếc Honda Way Thái Lan này á, tiết kiệm xăng hơn rất là nhiều. Trang web Honda của Thái Lan công bố luôn là chiếc xe này có thể đi được là 71 km/1 lít. Rất là ấn tượng đúng không? Còn đây là phần cụm động cơ. Đó. Và phần cổ bô. Với phần cổ bô này á, thì nó uốn lượn thế này. Tại vì xe đạt tiêu chuẩn thương thải là Euro 4. Trong khi chiếc Future này á, là chỉ là Euro 3 thôi. Cái phần cổ bô nó sẽ đi thẳng ra luôn. Các bạn nhìn này ha. Rồi. Phần bẩn nè, có dán cái tem logo này ha. Bên này á nó khác. Đây. Đơn giản hơn, chỉ là chữ Honda thôi, nó không có cánh chim. Đó. Bây giờ mình ra phía sau nè. Phần cụm đồng hồ. Đây, giống hệt nhau luôn. Từ công tắc cho đến là các chi tiết trên này giống hệt nhau. Bên này nha. Đó, giống hệt nhau luôn. Nhưng mà xuống dưới này á, thì cái phần này nó là nước sơn mờ đó các bạn. Chiếc Future Việt Nam là nước sơn mờ. Đây, sơn mờ luôn nha. Còn với chiếc Way Thái á, nó là màu đèn bóng. Đèn bóng nha. Các bạn nhìn nè, phần này luôn. Và đây, cái phần yếm trong này của chiếc Way Thái là màu đèn bóng nè. Trong khi chiếc Future, các bạn nhìn bên kia nè, nó là màu xanh luôn. Màu xanh luôn nha. Rồi, bây giờ mình xuống luôn phần động cơ. Đây. Về bề ngoài thì giống hệt nhau rồi các bạn. Giống hệt nhau luôn. Nhưng mà cái nước sơn nó khác nha. Cái động cơ Honda Thái Lan là sơn đen. Sơn đen bóng. Còn chiếc Honda Việt Nam á là cái màu xám đặc trưng luôn.
Rồi phần bô phía sau thì như nhau, đều là sơn mờ và cái miếng ốp bô bên ngoài. Đó, đó, giống hệt nha các bạn. Nhưng mà đến cái phần phuộc sau nè, thì phuộc cái chiếc quay thái á, là xi, phuộc xi nha, xi trắng đó các bạn. Còn với phuộc này là sơn bạc, sơn bạc nha. Rồi cặp mâm sau luôn nè, cũng như vậy nha, nó không có nút. Và vỏ cũng là vỏ inu, kích thước vỏ là như nhau nha các bạn, đều như nhau hết luôn nha. Kích thước vỏ lớp trước là 70-90, lớp sau là 80-90 cho cả hai phiên bản xe này, và vành là 17 inch nha. Mình chở qua bên này nha, đây vành sau, mâm có nút nè. Rồi lên phần cái phần đuôi đèn là như nhau nha các bạn, nhưng mà ở cái cản á thì quay thái là màu đen bóng, còn với chiếc phụ chờ á nó là màu sơn mờ. Còn khi mà các bạn đến với phần phía dưới này thì hai cái cốp xe đều là như nhau. Cốp xe là khoảng chừng 17 lít đó các bạn. Đây ha, rất là to. Đây, nhưng mà cái bình xăng là khác nhau nha các bạn. Cái bình xăng xe này á, nó là 4,6 lít, trong khi bình xăng chiếc quay thái á, là 5,4 lít. Các bạn ấn tượng không? Thiết kế gần như nhau luôn, nhưng mà hai cái bình xăng dung tích khác nhau nha các bạn. Đó, các bạn nhìn nè. Để mình qua đây mình nhìn cho các bạn xem kỹ hơn nha. Bình xăng quay thái nè, 5,4 lít. Bình xăng phụ trợ 4,6 lít. Và với mức tiết kiệm nhiên liệu của xe này, đồng thời bình xăng lớn hơn, thì đoạn đường của các bạn đi đương nhiên nó sẽ dài hơn rất là nhiều. Còn về phần yên xe thì giống hệt nhau, giống hệt nhau luôn nha các bạn. Cái chất liệu da nè, cho đến lằn chỉ may nè, là mình thấy rất giống. Rất giống luôn ha. Đây, phần này nó hơi khác chút xíu thôi là nó bóng hơn nè. Đó, còn lằn chỉ may là như nhau luôn nha. Về chiều cao của xe thì chiếc quay thái nó cũng cao hơn một chút xíu nha các bạn. Cao hơn một chút xíu nha. Thậm chí là cái khoảng sáng gầm của xe thì chiếc quay thái nó cũng cao hơn luôn. Cụ thể chiếc quay thái nó là 135mm, trong khi chiếc phụ chờ nó chỉ có 133mm thôi, là cái khoảng sáng gầm, trên lệch nhau là 2 ly nha. Rồi cái chiều cao yên á, thì chiếc quay thái nó lại cao hơn chút xíu luôn. Chiều cao yên của chiếc quay thái á, nó là 758mm, còn chiếc phụ chờ á, là 756mm. Cao hơn chút xíu nha, quay thái. Và trọng lượng xe chiếc quay thái nó cũng nặng hơn 1kg so với chiếc phu chờ. Cụ thể chiếc phu chờ là 105kg nè, phiên bản bánh mâm. Phiên bản bánh căm là 104kg, còn với chiếc quay thái này là 106kg bánh mâm. Nó nặng hơn 1kg. Để mình xem còn gì nữa khác nữa không ha. Và cả hai xe này đều cho công suất là khoảng chừng 9 mã lực nha. Mặc dù là xe này tiết kiệm xăng hơn nữa các bạn, nhưng mà công suất cho ra nó vẫn tương đương với chiếc phu chờ. Và hai cái giá này nó cũng khác nhau. Thì với những bạn thích cái gì đó nó cao cấp, đến từ Honda Thái Lan, chất lượng đương nhiên là phải nhỉnh hơn phu chờ Việt Nam mình rồi, thì giá nó là 77 triệu nè. Còn xe này là 35 triệu 500 ngàn, giá đó bao gồm VAT. Bây giờ mình sẽ đến với phần phí biển số luôn cho các bạn ha. Với chiếc phụ chờ trước đi. Phụ chờ phí biển số mà ở tại huyện á, là khoảng chừng 1 triệu à. Đó, 1 triệu, 1 triệu mốt thôi. Còn ở tại thị xã là khoảng chừng 1 triệu tư. Còn ở tại thành phố, ví dụ như là Sóc Trăng nè, thì là 2 triệu tư là phí biển số nha các bạn. Còn với chiếc quay thái, quay thái nha, nếu các bạn ở tại huyện á, thì phí biển số nó khoảng chừng là 1 triệu rưỡi tầm đó nha. Còn ở tại thị xã là khoảng 2 triệu. Còn ở tại thành phố, ví dụ như thành phố Sóc Trăng là khoảng chừng 3 triệu 2 là phí biển số đó các bạn. Và hiện tại xe này là cửa hàng có ship xe trên toàn quốc nha. Ship ở khu vực miền Nam là khoảng 300 ngàn,
khu vực miền Bắc á, là khoảng chừng 600 ngàn là ship theo tuyến quốc lộ 1A. Nếu các bạn muốn ship tận nhà thì mình vui lòng liên hệ với cửa hàng. Mình sẽ để địa chỉ nè, số điện thoại nè ở trên màn hình để các bạn theo dõi luôn nha. Bây giờ các bạn xem sơ là hai chiếc xe này nha. Những điểm khác biệt mình nãy giờ mình đã cho các bạn xem rồi. Còn về thông số thì có thể mình sẽ để lên màn hình thêm cho các bạn dễ theo dõi hơn. Từ phần động cơ, màu sơn đó, cho đến giá cả, rồi chiều cao yên, nói chung là chi tiết luôn cho các bạn trong video này theo cầu của các bạn. Còn bây giờ mình sẽ xin phép được kết thúc video ở đây nha. Lần nữa mình xin nhắc lại địa chỉ cửa hàng là ở số 9 Lê Lợi, đường Lê Lợi đó các bạn. Đây là tuyến đường Lê Lợi ha, nằm kế bên luôn bưu điện huyện Mỹ Xuyên nè các bạn. Bên đó là bưu điện đó các bạn. Còn đây là Hét Honda Huỳnh Mạnh Tùng. Hét có bán luôn cả hai dòng xe này. Tại vì Hét Huỳnh Mạnh Tùng còn một cái cửa hàng Mai Duyên ở bên đường Kiệu Nương nữa các bạn. Số 67 đường Kiệu Nương ha. Thì bên đó là cửa hàng tổng hợp nha. Có bán luôn tất cả những dòng xe, từ xe Honda, Yamaha cho đến xe Suzuki, rồi xe nhập. Đây là chiếc xe nhập nha các bạn. Và dòng xe nhập ở tại cửa hàng á, luôn có sẵn hải quan cho các bạn luôn. Đó, ship xe toàn quốc. Và mua trả góp là trả góp online luôn, tức là không cần có mặt tại cửa hàng vẫn mua trả góp được. Về vấn đề này á, các bạn vui lòng mình liên hệ với cửa hàng nha. Còn bây giờ mình sẽ kết thúc video. Xin chào các bạn luôn nha.